Rồi. Ui, cái gì vậy? Con cá này. Đánh nó. Cái con cá này. Trời ơi, sao nó cứ đánh mình vậy? Ơ, nó phá nhà mình kìa. Kim ơi. Đâu? Đâu? Trời ơi là trời. Cái nhà của tôi. Hai, ba. Vậy đó, chào người và xin lại ảnh nhá. Và chào tất cả sẽ video của mình và chào đối với video mini world cùng với ok thì hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một series mới gọi là series gì ta, nói là một series tương tự Minecraft, nó kiểu chibi. Nói chung là hôm nay mình sẽ chơi với Lucy. Ta-da. Đầu tiên cho là mình chặt gỗ rồi, xin mê chặt gỗ đi. Rồi ok, Lucy có một skin rất là đáng yêu, mình cũng có một skin màu xanh rất là đáng yêu. Ok thì mà trò này tôi mới chế tạo đấy đó. Đó, tôi chế cho bạn cái bàn rắp thiên nha. Ok ok, rồi, trời ơi tốt quá. Bà bấm B đi xin mê. B, rồi sao nữa? Rồi xong rồi, ở dưới chữ nhân vật có chữ hợp thành đó, bà bấm vô. Nhân vật hợp thành, ô có nè. Thì tao. Hay nha. Nè nè, bạn gấp các bạn nè. Ở đâu đâu? Đâu đâu. Hay nha. Rồi sao chế tạo cái bây giờ mình sẽ chế tạo cái que à? Sau đây mình sẽ chế tạo cái gì nữa? Que đồ thôi, giống như Minecraft vậy. Không có à? Cái gì vậy? Gì vậy? Con cá nó đánh mình, con cá đánh mình. Đánh nó. Đánh con cá. Ui. Không, chứ không đánh chúng tôi à. Hả hả, cá đứng lại. Con cá này. Mình đứng lại. Ôi, xin mời ơi. Hả? Đánh nó. Cái con cá gì không? Ờ đúng rồi. Con cá kìa. Trời, con cá chạy nhanh nhanh. Thôi rồi Lucy. Trở lại bằng Crash. Các bạn ơi, con cá đánh tụi mình. Rồi. Ê. Cái game này á, mình chế cái giường chỉ với một cục len thôi Simi. Nên là bà phải đi tìm một cái con cừu và giết nó ngay lập tức. Em làm sao chế tạo cái quốc cụ ra? Bà sẽ chế tạo gỗ. À 15 chứ. Tức là 15 mình có rồi mà. À, bây giờ mình đi đâu nè Lucy? Không biết. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi tìm con cù để tụi mình chế tạo ra một cái giường để ngủ đêm nay. Ok, bây giờ nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là phải đi kiếm một cái giường để ngủ. Cái gì vậy? Đi tìm đá. Ok ok, đâu Lucy rồi? Đứng bỏ tôi. Ok. Rồi, còn con gà kìa. Con gà kìa. Con cừu. Oh my god. Con cừu. Con gà. Tôi giết con gà. Tôi giết con gà. Để tôi giết. Các bạn đừng gọi bây giờ mình đọc con cừu nè. Con gà. Con gà. Nó không. Từ một con cừu xin mời ơi. Bên đây có một con cừu nữa nè. Đây. Ủa trò này chỉ một cái lông cừu mà đây. Xin mời ơi, đây cho bà có này nè. Đâu. Nè. Quá khủng long nè. Em mình đại dương nó cắn mà đó. Nó cắn á. Ok. À con cừu kìa. Rồi, ê sao con này đúng bà? Con bạch tưa đấy. Hay à. Ui. Em nó có giết tôi không? Nó có giết tôi không? Nó hiện. Ok, mình có cái lông cừu. Em ạ. Đâu. Thương lắm, con này là slam. Mình có đâu, thể thu phục mới được á. Đâu bà đâu ơi. Quá sao trời. Mấy đồ. À có gì thương nhở? Để tôi coi. Tôi coi rồi. Thương không? Ôi dễ thương nhở. Trời ơi, slam dễ thương nhá. Wow, dễ thương này. Ê, giờ chế tạo cái giường. Tôi chế cho bà cái giường nha. Cái nó có cái lông mà, lông cừu nè. Đây. Thôi, tôi cho bà luôn nè. Chút chứ. Tôi xin mấy cái giường okay, kìa. Ok. Rồi, giờ sao ta? Rồi, đặt đi ra. Ok, rồi. Mấy ông nằm ngủ cho ta. Đâu ơi. Tôi đi cho nắm rồi. Ôi, nhìn tôi ngủ nè, dễ thương. Rồi. Dễ thương quá à. Nắm ơi. Rồi nắm chưa ngủ luôn. Nắm cũng đang đi dạo, cũng đi tìm con cù nãy giờ chứ có cù nữa kìa. Nắm ơi. Nhanh lên Nắm ơi. Nắm ơi. Em đang cầm cái dù, em đang che nắng đây. Anh chưa dậy. Dậy đi, bấm ship á. Ship à? Ok. Wow. Thì bà xin đi và nhìn bên kia kìa, thấy thằng thủ dân không? Ồ, con này là zombie à? Nó tự á. Ma heo à? Wow. Ủa con gì kìa? Cái con gì trên đó Lucy? Thôi, giống skeleton á. Ôi, nguy hiểm vậy. Trời ơi, ôi nóng kìa. Nóng kìa. Nó đang biết con ma heo rồi chứ không ma heo. Em sẽ giúp nó. Ok, chúng ta lại. Ôi, ở đây nhiều. Nóng lắm rồi. Nóng lên. Ôi, có cái con kìa. Nó tới kìa. Ôi, nhanh lên nóng. Nóng ơi. Nóng đúng là tội đồ của mình. Rồi, đây nha. Ơi. Ok, đỉnh ngủ ơi. Ôi, chúc mọi người. Trời, đêm đầu tôi thấy nó kiểu kinh khủng ấy. Ủa, sáng chưa?
Tao đập giường đi thôi. Ủa sáng rồi sao tụi thua thế này? Ờ sáng rồi đó, sáng rồi đó. Sáng đâu rồi? What? À sáng rồi. À lại cái giường của em. Đúng rồi, giường em. Trời ơi gì vậy? Con cá đánh mình rồi Lucy. Trời ơi, cá nào nhá. Thôi thôi bây giờ đi đâu nữa Lucy? Lucy mấy xin mấy ở đây, ở đây. Ở đây có thang nè. Ủa này thang nè. Ồ, còn ồ, hay nha. Rồi. Ô Simi, đây có một con gì đang chú nhủi với em Simi, nhìn nó đi. Đâu đâu đâu. Đâu gì vậy? Cá à? Cá hả? Không phải đâu, phải con. Ủa gì vậy? Ủa con này nó ăn lắm nè cô. Ôi, con gì đây? Ôi, cái con gì vậy? Em bé à? Sao nó khóc? Ê, em bé đó Simi, nó khóc kìa. Trời ơi, đánh bà đâu. Rồi. Con cá này, bạn có thể đập con cá để lấy đồ ăn ăn. Ok. Ủa mình bơi nè. Thôi tôi dậy đi. Mà giết tôi đã. Rồi. Em bây giờ mình sẽ đi kiếm một chỗ. Ở đây con cá kia. Đi ra. À cứu tôi. Con cá nó tươi mà. Con cá rắn đâu trời. Con cá nó rắn đâu mà. Thôi nó bảo con cá kia kìa. Con cá nằm á. Tôi làm cho bạn cúp đá nè. Em bây giờ mình đi kiếm chỗ nào đẹp đẹp của mình làm nhà nhá. Được không? Khoan để kiếm cho bạn cúp đá đào cho nó dễ. Ờ đó đó đó. Đây bây giờ đặt cái này xuống. Rồi. Rồi ok đâu. Cúp đá mình xin mì. Oh thank you. Ok đâu đâu đâu. Rồi. Ok thank you thank you. Trời ơi tốt quá. Rồi bây giờ đi mình tìm chỗ ở thôi. Ờ ok đi tìm chỗ ở thôi. Oh rồi đâu mày con quái vật kìa. Bây giờ mình sẽ đi và Lucy sẽ đi kiếm một chỗ đẹp đẹp để sống. Mấy chỗ nào ra? Tìm cái hang gì ở trên kia cũng đẹp nè. Ồ, slam nhờ, đáng yêu hả? Ồ, vậy thế đúng quá à. Mình thu phục nó được có Simi nhưng mà mình phải có một cái mà là kẹo bình bon của lợn kẹo bình. Ồ, thế á? Ok, ok. Con cừu vậy? Ê, ê. Ok, ố mình có thịt sống à. Chân ở trên kia kìa. Đâu? Ơ, còn bị ngô nè. Ồ. Em lấy không? Mi lấy bí ngô đi, lấy bí ngô đi. Ủa bí ngô mình trồng rồi đúng không? Ồ, như ở đây hơi nhiều slime á, nhiều cừu á. Ok ok. Ồ, bí ngô với lại con. Ồ, trên kia nhiều than quá. Có nhiều than hả? Trời ơi. Hello. Ok, mình sẽ đi lên đây lấy than á. Hình như sao là kiếm kim cương khó lắm đúng không? Hay là kiếm gì khó nhất Lucy? Kim cương. Kim cương à, ok ok. Game này kiếm kim cương hay sắt thì cũng khó hết á. Ồ. Ok, chúng ta có rất là nhiều thang. Ồ, mưa à? Nghe từng mưa á? Thôi không thấy mưa, nếu game này ít mưa lắm, chị bà yên tâm đi. À, ok. Tôi sự rất gắt mưa á. Rồi, ok, sao nhiều thang vậy? Này, mà lại là nướng đồ ăn, có thử ăn, mình lấy đá luôn. Đúng rồi, quên mất luôn. Luôn, luôn. Ok, tại ok. Cần cũng cần đá mà. Ok, ok. Rồi. Ui, cái gì vậy? Con cá này. Đánh nó. Cái con cá này. Trời ơi, sao nó cứ đánh mình ấy à? Ôi, mình một cái đào đi. Trời ơi. Chắc tôi bà phải đi làm cái kiểu đánh con cá là không đánh mình mãi. Chứ là cái chị này bà đập đầu nó. Ủa có à? Ok, ok. Cái chị là bắn cái gì đó, để tôi nhớ coi. Ok. Có cái chị. Ôi, bạn đã nhận được khổ nham thật là gì? À, có áo của mình quên mặc mất. Quên mất. Trời ơi, làm gì? Khổ nham thật là đá, khổ nham thật là đá. À. Ok, ok. Trời ơi, ngày đầu chúng ta đã phải... Ui dồi, con cá kìa. Ui Simi ơi, bà có đói chưa? Bà ăn đi Simi ơi, thích chết giờ. Chưa, tao còn 75 rồi. 75 rồi. Ăn gì vậy? Ghê thiệt. Ăn con lợn gì? Trời ơi. Ok, ok. Sao mình... Ủa sao đá mình đào lại chưa? Nó được mấy cục đây? Tôi nghĩ sống chỗ nào? Ui con... Cái gì vậy? Mình mà đúng không? Hả? Nó mang xây nhà cho mình mà. Tôi cảm giác đánh. Trời cái gì vậy? Mày con cá. Đây là con cá gì đây? Láo quá. Đấy chắc là tôi và nên đi kiếm chỗ nào nó có nước mà cũng phẳng phẳng tí cho. Rồi chỗ này chỗ này nè Simi, chỗ này có nhiều cá nữa nè. Ok. Tốt. Trời ơi, mình cười là kêu hay á. Ok, mình lên nghỉ, mình lên kiếm. Đây, tôi đây. Bây giờ đi kiếm chỗ nào sống mấy. Ok, bây giờ mình đi đâu?
Kiếm sọt nào đẹp đẹp á. Ô, cái gì đây? Ô, cái gì nè? Ô, tôi cảm giác mọi thứ là mới lạ. Mới lạ. Ta-ta. Lúa mạch là gì? Cỏ à? Là... À, lúa mạch để mình trồng lúa, Simi. À, hay à. Chắc là tôi nghĩ kiếm chỗ nào đẹp đẹp một tí. Ô, chỗ đẹp nè. Hoa đỏ nè. Cây đỏ nè. Ô, chỗ đỏ nè. Đó không được, ở đó không được. Ờ, chỗ này là... Yeah. Trang trí xong mà có biển. Ủa, mà sợ con cá tới quá. Rồi, ok, thì mình sẽ... xây nhà ở đây nhá. Đây có cái hồ này, đẹp nè. Ok, rồi mình sẽ đi xây nhà ở đây đi. Ok. Ồ, thì... đẹp chưa? Thôi coi, thử coi. Bà tốt gỗ rồi, bà còn gỗ không? Tôi có gỗ này à. Cái màu gỗ này nè. Nè, bà chặt gỗ này, nè, nó sẽ ra được cái gỗ màu đó. À, để tôi tạo ra cái bàn crafting nữa. Ồ, bấm mở là mát nè. Ồ. Ít bà. Cảm ơn nha. Chúng ta sẽ... chế tạo. Ok, rồi tôi lấy riêng cho mình một cái bạn chế tạo ra một cái tôi có rồi à. Cái này là chế tạo ra cái à cái này mình cần que nữa, chế tạo nè. À, mình có cái rìu sắt này. Đấy, trời ơi, chứ này. Rồi ok, mình có cái rìu sắt rồi, mình sẽ đi chặt cổ để xây nhà và Lucy. Ôi trời đẹp thật đó. Ok, ok, rồi. Ok, thì đây là khởi đầu của mình. Mình cảm giác nó rất là may mắn. Nhưng mà mình không hiểu sao con cá đám tụi mình. Rồi nào, lúc nào bà tôi sẽ nhà. Ok, mình sẽ chế tạo. Ok, ok, mình đã chế tạo hết đống bộ màu cam à? Ờ, màu cam. Ok. Sự cho này mình tụi mình thấy nó rất là đáng yêu. Không sao mà bạn như thế nào? Yêu. Nó kiểu nó cũng may lắm nhưng mà tầm cao mới. Nó này chế tạo cửa như thế nào Lucy nào? Ồ, ok. Cửa hả? Hình như là gỗ với lại cái que. Gỗ lại cái que là sẽ ra được cái đó. À, ok ok, mình sẽ xây chỗ này cao lên nào. Ok ok. Rồi. Rồi. Ok, mình sẽ để cái này đi. Rồi. Rồi. Mình chế tạo ra cái que vậy. Để tôi coi đủ. Có cửa nè. Chế tạo nè. Chế tạo nè. Ok, mình đã có hai cửa. Mình... Ôi sao có một cái nè. Cái tiếng gì đây? Bi, zombie, zombie. Ôi, zombie à. Zombie nhìn lại đi. Wow, hay à. Ok, zombie mà đứng lo. Ok. Ố, tụi mình thiếu gỗ à. Mình... Ố, mình thiếu gỗ nè. Ủa sao ta? Cái cửa là cần 5 cái gỗ hả? Ôi, tao thiếu gỗ rồi. À đây đây đây. Trời ơi. Trời mới quá, mình không biết gì luôn á. Trời ơi trời. Ok. Làm sao đây? Ủa không có que à? Chế tạo. Có que xin đi vô đây nè. Tôi có để trong đây nhiều lắm, mà vô đây mà lấy đi. Ok ok. Tôi chế tạo ra cái cửa. À đây. Gì vậy? Trời con cá. Trời ơi con cá. Đứng lại ơi. Tôi biết mình. Ê đứng lại. À, trời ơi nhanh quá. Rồi bỏ đi. Ui hồi tối tôi xin ơi. Ok. Rồi nha, để tôi tìm một ít đá rồi tụi mình đi ngủ. Ok ok. Thế là mình sẽ chế tạo ra một cái xẻng. Nhanh lên nữa. Oh no. Vậy nè. Ok, mình sẽ để giường. Ủa mình có hai giường nè. Ủa bà có giường chưa? Có giường rồi, vậy là giường ấm lắm á. Chết rồi, tôi lấy hai giường rồi. Ơ, nó phải nhà mình về, đi mời. Đâu? Đâu? Trời ơi, trời ơi. Cái nhà của tôi. Tôi xong rồi. Tôi hiểu luôn á. Cái con cá này. Đấy không? Tụi mình không thể chấp nhận là các bạn ơi. Các bạn có muốn tụi mình giết con cá để đi mình thật đâu nè. Các bạn comment bên dưới đó. Đấy là giường của mình nè. Cá ngủ rồi ha, hay mình đi ngủ luôn cá ngủ. Em mình có cái mình chế tạo cái điếu á. Ờ lộn, tí là cái đuốt nhầm cái điếu này. Đuốt. Đuốt chế tạo. Okay. Tôi có đuốt nè. Ok, tôi cũng có. Đâu. Ô đấy sáng. Ok, tụi mình sẽ đi ngủ. Nó khỏi đặt con cá đây có ngủ không? Nấm ơi. Nấm ơi, ngủ Nấm ơi. Ok, ngủ rồi. Ok. Một ngày rất là dài.
Ok thì mình nghĩ ok sáng rồi, sáng rồi. Ok thì mình nghĩ mình sẽ làm ngang này thôi. Thì ok nè các bạn, muốn mình với Lucy với Lucy cứu tôi con cá này em biết tụi mình. Ở đây các bạn muốn tụi mình làm tiếp tục series thì các bạn đừng quên comment phía dưới. Và các bạn và các bạn đừng quên hashtag simi500cosup nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và bye. Và đừng quên đăng ký cho Nấm và Lucy nhé. Ok xin chào tạm biệt mọi người, bye. Annyeong.